Và thưa quý vị, tiết mục kế tiếp thì chúng ta nhắc lại một chút xíu về mấy mươi năm trước. Thì nước Việt Nam chúng ta là có vĩ tuyến 17, là ngang đôi hai miền Nam Bắc. Và mọi người phải vượt cái vĩ tuyến đó để vào trong miền Nam, xa lánh chế độ Cộng sản. Vì vậy ngày hôm nay chúng ta nhắc lại, không phải buồn nhưng mà là một câu chuyện tình cảm của một đôi trai gái mà phải vượt qua cái con đò vĩ tuyến đó để mà đi tìm tự do. Và kính thưa tất cả quý vị, Thanh Thanh và chị Anh Trinh muốn giới thiệu đến một người nữ ca sĩ tại thành phố Houston. Thanh Thanh muốn nói đến nữ ca sĩ Phương Hoàng. Vâng, và ca sĩ Phương Hoàng sẽ hát bài Chuyến đò vĩ tuyến của nhạc sĩ Lam Phương. Vâng, quý vị một tràng pháo tay cho ca sĩ Phương Hoàng. Phương Hoàng xin kính chào quý khán giả đang có mặt trong Kim Sơn ngày hôm nay, cũng như để chúc mừng năm thứ hai của đài BYN. Và sau đây Phương Hoàng xin gửi đến quý vị sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương được mang tên Chuyến đò vĩ tuyến. Xin quý vị cùng lắng nghe. Thank you.
đường khuya rơi thắm hương đôi mi, tìm em lạnh lẽo như chiều đông ngoài biển thủy. Ai gieo chỉ khúc hát lâm ly như khơi niềm nhớ cuộc từ ly lòng nào dưới trăng nhà hồn đắm say chờ đón mai anh về rời lòng nhau. Ơi ơi hò hò, ơi ơi hò. Tiếp sau đây, Phượng Hoàng xin giới thiệu với quý vị một nam ca sĩ rất là dễ thương và cũng song ca với Phượng Hoàng rất rất là nhiều lần. Và cái bài này thì Phượng Hoàng với Nhật Khoa lâu lắm rồi không có song ca, nhưng mà sẽ hôm nay sẽ tái hợp lại để gửi đến quý vị một nhạc phẩm rất quen thuộc, rất dễ thương. Xin quý vị cho nam ca sĩ Nhật Khoa một tràng pháo tay thật là lớn được quý vị. Xin quý vị cùng vào tay Nhật Khoa. Nhật Khoa xin gửi lời chào đến quý vị có mặt tối đêm nay và nhân dịp 2 năm anniversary của đài BYN TV. Nhật Khoa xin chúc cho các anh chị trong đài luôn luôn đem đến những cái hình ảnh cũng như là những cái news rất là hay cho chúng ta được xem. Và tiếp tục chương trình, Nhật Khoa cũng như Phượng Hoàng sẽ gửi đến quý vị nhạc phẩm được mang tên Nhớ Người Yêu. Nhiều đêm thức trọn nhớ thương em, nhớ quá làm sao biết ngõ tìm. Thức tròn đêm nay để nhớ yêu em chưa đần giận hơn anh nhé.
tội nghiệp mạnh lắm, đã thương nhau chưa phụ tình nhau. Thức tròn đêm nay để nhớ thương em. Sương rơi lạnh gắn cạnh vật im lìm. Ước gì mình ngăn cánh, ước gì nhà mình chung vách, hai đứa mình thức trắng đêm. Văn nhạc Phương Đông một tràng vỗ tay thật là lớn. Nếu mà không có sao mấy anh thì mình không có hát hay không? Xin quý vị cũng cho anh sao mấy anh một tràng vỗ tay được không? Xin cảm ơn quý vị. Đêm nay để nhớ thương anh, nghe tình yêu nhắc nhở đêm đêm. Nhớ từng nụ cười anh mắt, nhớ lời ngọt ngào âu yếm, tóc men hương rất ngủ diệu. Giờ này em có nhớ anh không? Có nghe tình yêu dậy trong lòng? Đêm từng màu thời gian đến, bóng hình người mình yêu mến. Ôi nhớ gì? Sẽ làm tội nghiệp anh lắm, đã thương nhau chưa phụ tình nhau. Thức tròn đêm nay để nhớ thương em. Sương rơi lạnh gắn cạnh vật im lìm. Ước gì mình đừng ngăn ước gì nhà mình chung vách, hai đứa mình thức trắng đêm nay. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vách, hai đứa mình. Xin cảm ơn bạn quý vị nghe được không quý vị? Cũng như anh xóm em, xin cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nhạc phẩm đó lâu lắm rồi Nhật Khoa mới được cơ hội song ca lại với Phượng Hoàng. Và nhạc phẩm kế tiếp, Nhật Khoa xin gửi đến quý vị một nhạc phẩm của nhạc sĩ Vũ Hoàng được mang tên Hương Thầm. Xin mời quý vị thưởng thức. Chẳng hiểu vì sao không
em bao giờ. Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp, cây bưởi sau nhà ngát ngát hương đưa. Dấu một chùm hoa sau chiếc khăn tay, cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm. Đến đây có người ngày mai ra trận, đến đây có người ngày mai đi xa. Nào ai đã một lần dám nói hương bưởi thơm cho lòng bối rối. Cô bé như chùm hoa lặng lẽ hương thơm nói mộ tình yêu. Hai người chia tay sao chẳng nói điều chi, mà hương thầm theo mãi bước người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì, mà hương thầm theo mãi bước.
cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ vâng, cảm ơn Nhật Khoa. Quý vị thấy Nhật Khoa hát một giọng rất là mượt mà. Và để chúng tôi tạm thời ngắt lại cái chương trình văn nghệ một chút, thì chúng tôi đi về hướng phía này, ghi nhận vài tâm tình chia sẻ của khán giả đồng hương. Thì chúng tôi thấy có một khán giả ngồi đây, thì trước hết xin chào chú cho biết tên được không ạ? Dạ thưa, tôi là Quốc Lâm ạ. Dạ vâng, thưa chú Quốc Lâm, chú thích nhất đài BYN TV ở chỗ nào ạ? Dạ theo ý tôi, theo quan niệm của tôi và tôi theo cái sự nhận xét, tôi thấy đài BYN nói lên tất cả những cái gì trung thực nhất mà chúng tôi có thể là tin được. Và chúng tôi rất là hãnh diện và rất là sung sướng khi được theo dõi đài. Cảm ơn chú. Và chúng tôi tiếp tục ghi nhận thêm một số những cái chia sẻ của đồng hương tham dự ngày hôm nay. Chúng tôi thấy có một cô, vô tình thì cũng gặp cô Mỹ Lệ. Kính thưa quý vị, thì cảm tưởng của cô khi tham dự chương trình sinh nhật 2 năm này như thế nào thưa cô? Cô rất là sung sướng để dự lễ cái sinh nhật của đài 57.3, tức là đài BYN. Và cô cũng muốn sẵn đây kêu gọi các anh chị em, các nhà kinh doanh hoặc là các văn phòng cơ sở dịch vụ làm ăn hãy ủng hộ cho đài BYN. Vì đài BYN tuổi trẻ mà tài cao, và hơn nữa là những cái việc gì mà đưa lên trên đài truyền thông, báo chí, truyền hình và nói rất là trung thực chứ không có xu hướng. Và cô ủng hộ bằng cách là riêng cá nhân cô chú là đã ủng hộ 1.000 rồi và còn ủng hộ dài dài nữa. Không những thế mà lại còn gọi các anh chị em đồng hương ủng hộ đài BYN, tại vì có câu là sống sau dồn sống trước, tre tàn măng mật. Vậy là chúng ta những đồng bào, những đồng hương ở đây, những cái dịp mà vui buồn gì cũng ủng hộ, gọi lên đài để ủng hộ cho đài BYN này, có được không vậy à? Xin quý vị cho anh chàng pháo tay cho đài BYN. Cảm ơn cô Mỹ Lệ. Thưa chú, theo chú nghĩ rằng là ủng hộ BYN TV thiết thực nhất là bằng cách nào ạ? Chào quý vị, tôi là Thành. Ủng hộ BYN bằng cách khuyến khích mọi người coi đài TV của BYN 57.3, và nhất là về phần tin tức của Hưng Yên. Dạ vâng, cảm ơn chú. Chú cho biết tên được không ạ? Tôi là Thành. Dạ vâng, cảm ơn chú Thành. Chú Thành nói rằng là ủng hộ BYN TV bằng cách thiết thực nhất là coi BYN TV. Cảm ơn chú Thành, và đó là một cách ủng hộ cũng rất thiết thực. Và chúng tôi thấy có một đồng hương nói rằng là giơ tay xin trả lời rằng là ủng hộ BYN TV thiết thực nhất là bằng cách nào? Ngoài tinh thần, ngoài việc mà coi TV đều đặn đó, thì chúng tôi còn có một cái nữa. Xin mời chú. Vâng, xin lỗi, tôi tên Phan. Cái mà ủng hộ thiết thực nhất đó, mà để cho BYN sống lâu, sống dài, sống mãi, đó là quảng cáo. Dạ vâng. Dạ vâng, chú Phan nói rằng là ủng hộ BYN TV bằng quảng cáo. Nhưng mà đồng hương chúng ta không có cơ sở thương mại thì đâu có ủng hộ hết được, phải không ạ? Cho nên còn một cái, cảm ơn chú Phan. Ủng hộ coi nhiều nè, ủng hộ là ủng hộ tinh thần này, và ủng hộ quảng cáo là các cơ sở thương mại. Còn đồng hương chúng ta ủng hộ bằng cách nào thiết thực nhất? Xin mời cô. Ủng hộ BYN một cách, theo tôi nghĩ một cách thiết thực nhất là những cơ sở nào quảng cáo ở BYN, chúng ta đến ủng hộ cơ sở đó. Cảm ơn cô. Cô tên gì ạ? Dạ tên Bạch Vân ạ. Cảm ơn cô Vân. Kính thưa quý vị, đó là cách ủng hộ BYN thiết thực nhất. Khi mà quý vị xem trên làn sóng 57.3, quý vị thấy cơ sở thương mại nào quảng cáo, quý vị có nhu cầu sử dụng dịch vụ đó, quý vị hãy dùng những dịch vụ mà quảng cáo trên BYN TV. Đó là phương cách thiết thực và cụ thể nhất để quý vị ủng hộ BYN TV. Và quý vị sử dụng những phương pháp, những cái dịch vụ quảng cáo trên làn sóng 57.3 có nghĩa là quý vị đã giúp cộng đồng chúng ta, cơ sở thương mại thành công hơn. Và chính lúc đó cơ sở thương mại làm việc hiệu quả thì lúc đó sẽ chung thủy và gắn liền với BYN TV.